Thưa quý vị, theo thông tin của Đài Ái Châu Tự Do, Việt Nam có ca tử vong vì COVID-19 thứ 45. Bộ Y tế Việt Nam vào chiều ngày 26 tháng 5 thông báo ca tử vong thứ 45 vì COVID-19 được ghi nhận tính từ đầu mùa dịch cho đến nay. Người chết là nữ bệnh nhân COVID-19 được đánh số 3760, 67 tuổi, ngụ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Người này có tiền sử tăng huyết áp, suy giáp sau xạ trị bướu giáp từ năm 2007, đang điều trị theo đơn. Đái tháo đường, đang dùng insulin tiêm, thể trạng béo phì. Bệnh nhân nhập viện hôm 11 tháng 5 và một ngày sau có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân qua đời vào đêm 25 tháng 5. Vào tối ngày 26 tháng 5, Bộ Y tế cập nhật số liệu về dịch COVID-19. Theo đó, tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.027 trường hợp. Bắc Giang là tỉnh có số ca cao nhất là 1.520, Bắc Ninh với con số là 624 trường hợp. Số ca mắc trong cộng đồng từ đầu mùa dịch đến nay là 4.597. Vào sáng ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Hà Nội và Phó Thủ tướng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 của Việt Nam có cuộc họp trực tuyến với 2 tỉnh hiện đang dẫn đầu số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam là tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ở phía Bắc. Tin từ truyền thông nhà nước cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp đưa ra nhận định rằng tình hình dịch COVID-19 tại 2 địa phương này vẫn còn phức tạp nên phải triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó có xét nghiệm thần tốc và ưu tiên tiêm vaccine. Ông Chính nêu rõ sẽ phân bổ cho 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, mỗi tỉnh 150.000 liều vaccine ngừa COVID-19 và sẽ giúp 2 địa phương này hoàn thành tiêm chủng trong vòng từ 1 đến 2 tuần lễ. Vào tối ngày 26 tháng 5, lô vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 với số lượng là 288.000 liều đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, tính đến nay có 4 lô vaccine AstraZeneca với tổng số là 2,9 triệu liều đã được chuyển về Việt Nam. Thống kê cho thấy từ khi chính thức triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 8 tháng 3 đến chiều ngày 25 tháng 5, có 1.034.072 liều đã được tiêm cho các đối tượng ưu tiên, gồm cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 28.503 người. Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Covid tăng kỷ lục, Việt Nam nới rộng các biện pháp phong tỏa. Việt Nam ngày 25 tháng 5 nới rộng các biện pháp phong tỏa tại khu công nghiệp phía Bắc để chống lại đợt COVID-19 tái phát lớn nhất từ trước tới nay, trong lúc nhà chức trách báo cáo số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục, gấp đôi mức cao trước đây. Bộ Y tế vào chiều ngày 25 tháng 5 loan báo có thêm 447 ca nhiễm COVID-19, số tăng lớn nhất so với 190 ca hôm 16 tháng 5, do các chùm lây nhiễm tại các khu nhà máy ở Bắc Ninh và Bắc Giang. Biến thể COVID-19 phát hiện vào lúc này lây lan rất nhanh và rộng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tuyên bố, nhưng không nói rõ là biến thể nào. Việt Nam đã báo cáo sự hiện diện của biến thể lây nhiễm cao được xác nhận đầu tiên tại Ấn Độ. Dịch bệnh bùng phát đã lây sang hơn 30 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam, kể cả thủ đô Hà Nội, nơi đã đóng cửa các tiệm ăn và cấm tụ tập tại những nơi công cộng. Bắc Ninh, nơi có nhà máy sản xuất của Samsung Electronics, bắt đầu ban hành lệnh giới nghiêm và những hạn chế đi lại khác từ hôm 25 tháng 5, truyền thông nhà nước loan tin. Trước đó có lệnh đóng cửa tạm thời 4 khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang kế cận. Dịch bệnh bùng phát có thể là một thách thức to lớn cho Việt Nam, vốn trước đây chế ngự thành công các ổ dịch nhỏ và tránh được mức thiệt hại kinh tế mà các nước láng giềng phải gánh chịu. Trong số 2.800 người nhiễm Covid từ cuối tháng 4 cho tới nay, có hàng trăm công nhân tại các nhà máy. Hiện cả nước có 5.773 ca nhiễm và 44 người chết vì Covid-19, tuy nhiên đến ngày 26 tháng 5 thì con số người chết đã là 45 người. Hầu hết các ca nhiễm hôm 25 tháng 5 xuất hiện tại các nhà máy ở Bắc Giang, nơi nhà cầm quyền cho biết đang tăng cường xét nghiệm và đóng cửa các nhà trọ của công nhân. Việt Nam chưa bắt đầu tiêm chủng sâu rộng, tới nay mới có khoảng 1 triệu liều vaccine được triển khai.